Chào mừng các bạn đến với kênh hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính. Các bạn có thể gõ vào ô tìm kiếm từ khóa hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính cũng như truy cập vào đường dẫn youtube.com/user/hướng dẫn cài đặt để truy cập kênh của mình và xem các video hướng dẫn cài đặt các phần mềm cũng như các video chia sẻ về kiếm tiền online, các video giới thiệu về các phần mềm. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cũng như chia sẻ các bạn về cái ví PayPal, trang web paypal.com. Thì ở cái trang này thì mình sẽ làm được gì với nó? Thì cái trang PayPal này á, nó là cái ví điện tử giống như ở Việt Nam mình có ví điện tử Momo, ví điện tử ZaloPay, nhiều ví điện tử khác nữa. Thì PayPal này á, là một cái tài khoản tiền đô, ví điện tử tiền đô, và các bạn có thể dùng để thanh toán khi mua hàng online trên Amazon hay là các trang web khác, cũng như là để nhận tiền khi mà kiếm tiền online MMO. Ở Việt Nam thì có một số trang web nó cũng chấp nhận thanh toán vào PayPal, thì tùy theo cái người làm trang web người ta có nhu cầu chấp nhận thanh toán bằng tiền đô hay không thôi. Như là Học viện Unica thì có thể thanh toán bằng PayPal nè. Trước đây thì mình mua hoa trên Hoa Yêu Thương cũng có, nhưng mà không biết hôm nay nó còn hỗ trợ hay không. Thì để sử dụng cái PayPal này thì các bạn truy cập vào đường dẫn là paypal.com và bấm vào nút sign up để đăng ký nếu mà chưa có tài khoản. Thì để đăng ký được tài khoản này, các bạn chuẩn bị một cái thẻ debit hoặc thẻ credit. Thì các bạn ra ngân hàng và nói làm cho tôi một cái thẻ Visa debit hoặc là Mastercard debit, thì họ sẽ làm rất là dễ dàng thôi, tốn mấy chục ngàn thôi, sẽ có một cái thẻ. Thì cái thẻ này nó sẽ liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn. Thì nó khi bạn mà mua hàng thì nó sẽ trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thì khi mà các bạn bấm cái nút đăng ký thì mình sẽ bấm tiếp vào cái nút này để dùng để mua hàng. Còn nếu các bạn muốn rườm rà hơn để nhận thanh toán các kiểu khó hơn thì bấm vào đây thì nó sẽ hỏi định danh tài khoản, úp chứng minh nhân dân lên, đủ thứ hết. Thì bấm vào nút này thì mình sẽ đăng ký đơn giản hơn. Đăng ký chỉ cần một cái thẻ debit là được rồi. Thì sau khi mà đăng ký xong hoàn thiện, các bạn nào mà chưa biết đăng ký thì có thể tìm hiểu thêm nhé. Ở đây thì mình đăng ký tài khoản rồi nên mình sẽ đăng nhập vô luôn. Thì địa chỉ email thì các bạn có thể nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình. Thì cái này là quốc tế nên nhớ là số điện thoại thì mình nhớ thêm 84 cộng 84 ở đầu vô. Còn mình nhập địa chỉ email thì nhập địa chỉ email vô thôi. Rồi cái này nó hỏi là có muốn thanh toán nhanh hơn hay không, thanh toán một cái chạm hay không. Thì thôi mình không cần thiết mấy cái này. Thì đây là tài khoản của mình, thì mình đã nhận tiền thanh toán từ dịch vụ rút gọn tên miền của adf.ly nè. Thì khoản thanh toán 5 đô mình cho phép rút. Và có một số cái dịch vụ khác như Bob Ad là đặt quảng cáo lên trang web thì mình cũng nhận thanh toán qua cái này. Và mình đã dùng tiền này để mình mua một cái host trên staffhost.com nè, hay là mua ở trên mua tên miền ở trên Nemsilo. Và nếu các bạn có thể thì có thể sử dụng cái số dư tài khoản này để mua sản phẩm ở trên Amazon và sau đó nó chọn ship về Việt Nam. Trước đó thì mình đã có mua một cái đồng hồ trên trên Amazon rồi. Thì để mà nạp tiền vô cái ví này thì các bạn sẽ bấm vào nút link account nè, sau đó nhập những cái mã trên cái thẻ mình vô thôi. Trên cái thẻ thì nó sẽ có là cái dãy số, nhập vào cái dãy số, nhập vào cái tên của mình, cái ngày hết hạn, tháng hết hạn và năm hết hạn. Rồi sau đó là nhập ba cái số bí mật phía sau thẻ. Thì như vậy là nó đã liên kết xong rồi. Rồi khi các bạn sử dụng cái PayPal này để thanh toán á, thì nó sẽ trừ tiền trên cái thẻ của mình. Nó sẽ báo về tin nhắn của mình là trừ tiền thông qua PayPal, thì nó sẽ tự quy đổi tiền Việt thành tiền đô, là cái mệnh giá khoảng 24.000 đồng Việt Nam một đô gì đấy, thì nó sẽ cao hơn một chút. Thì các bạn có thể sử dụng để mua tên miền nè, mua hosting, hay là
Có tiền trên đây thì mình dùng để mua khóa học trên Unica cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì mình sẽ lấy ví dụ là mình tham gia ADF.ly, thì mình sẽ liên kết với cái ví này như thế nào. Thì khi mà đăng ký một cái PayPal thì các bạn sẽ có địa chỉ email và mật khẩu. Thì khi mà tham gia kiếm tiền online chẳng hạn, khi tham gia kiếm tiền online thì các bạn chỉ cần nhập cái địa chỉ email của cái ví PayPal mình vào thôi. Cái ADF.ly này thì có một số bạn đã biết rồi, như là mình chia sẻ những cái phần mềm ở trên mạng, thì khi mà người ta tải về người ta sẽ list vào cái đường dẫn có là ADF.ly rồi xẹt phía sau một khúc nữa, thì các bạn list vào thì các bạn sẽ phải xem quảng cáo và khi đó thì mình sẽ được tiền. Sau đó các bạn phải click về nút bỏ qua quảng cáo thì mới có thể truy cập được cái link Medify để tải về. Thì trên đây là mình đã tham gia cái dịch vụ rút gọn tên miền này rồi. Thì dưới đây là một chút cái link nè, cái link mình chia sẻ về game, về phần mềm. Thì khi mà họ tải về á, thì mình sẽ được tiền quảng cáo. Thì khi mà các bạn đủ 5 đô rồi á, thì các bạn sẽ bấm vào nút withdraw chỗ này và nhập cái PayPal của mình vô thôi, cái PayPal, tài khoản PayPal chỗ này thôi, rồi bấm ok là được rồi, thì nó sẽ thanh toán cho mình thôi. Thì PayPal này nó rất là tiện lợi khi các bạn tham gia cái MMO như là Litbang nè, hay là quận tinh miền, hay là tham gia chạy quảng cáo bóp hát nè, hay một số dịch vụ quảng cáo khác thì mình chưa có động tới. Thì các bạn có thể rút về ví PayPal này và sau đó thì mình rút về cái tài khoản ngân hàng của mình thôi. Để rút về tài khoản ngân hàng, các bạn sẽ bấm vào nút transfer fund nè, bấm vào đây thôi. Thì sau đó mình sẽ thêm cái tài khoản ngân hàng của mình vào đây, thêm vào rồi chọn vô đây rồi bấm next thôi nè. Có thể thêm, nếu mà không thấy thẻ của bạn thì có thể thêm vô đây, thêm vô là nó có cái mã Swift code nữa. Rồi sau đó bấm net 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 thì khoảng 2 đến 4 ngày thì nó sẽ chuyển tiền cho mình, nhưng mà nó sẽ lấy phí khoảng 60.000, hơn 60.000 gì đấy, nói chung là cũng khá là chắc. Thì nếu các bạn có tiền nhiều trong đây các bạn rút về vẫn bình thường thôi, như ở đây mình có ba mấy đô thì rút về chả làm gì, chả còn được bao nhiêu. Rồi trên đây thì mình đã giới thiệu các bạn về cái ví PayPal thanh toán trên internet trên thế giới rất là tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các video sau. Mến chào tạm biệt.